xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin làm đẹp từ xứ sở kim chi tới cho các bạn. Và đoán xem ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là gì nào. Ngày hôm nay Kiều Anh sẽ review kỹ hơn với các bạn màu son ở trong bộ 10 màu son của ba xe Velvet Lip Tint. Đó chính là màu Choose Light hay còn gọi là màu đỏ cam. Nếu như hôm trước thì Oanh đã có review kỹ hơn về màu New Nude hay là chẳng hạn như là màu đỏ đất đúng không? Thì ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta sẽ là về màu đỏ cam này. Và đây chắc chắn sẽ là một trong những màu cực kỳ thú vị cho những cô nàng da ngăm như kiểu Oanh. Và còn chờ gì nữa, bây giờ khám phá thôi nào. Vẫn như trước, các màu hình thức của dòng son 3CE này thì vẫn vô cùng nhỏ nhắn bởi vì nó nằm trong bộ 10 màu son của 3CE Velvet Lip Tint mà. Và cái phần vỏ ngoài thì Oanh sẽ không cần nói nhiều nữa nhé, tại vì trong bất cứ video nào thì Oanh cũng đã nói qua về cái phần vỏ ngoài này rồi. Đó chính là nó thể hiện rất đúng với màu son bên trong. Và ngoài ra nữa, vỏ ngoài với kiểu thiết kế thời thượng và tinh tế như thế này thì bất cứ cô nàng nào cũng muốn sở hữu ngay một thỏi son 3CE. Và bây giờ chúng mình sẽ nói qua một chút về màu son July màu đỏ cam này. Nếu mà các bạn nhìn kỹ thì có thể thấy rằng là cái màu này thì nó khá là đậm, cũng như là khi mà chúng mình đánh ấy thì chúng mình không cần phải trang điểm quá kỹ nếu đối với những cô nàng lười. Và một điều nữa đó chính là đối với dòng son 3CE Velvet Lip Tint màu đỏ cam này thì chúng mình có thể thoải mái đánh từ lòng môi cho đến là tràn viền môi. Và bây giờ thì Oanh sẽ mở bên trong ra nhá. Cũng giống như các phiên bản của các chị em khác, 3CE thì có phần đầu cọ đánh rất là thoải mái. Đồng thời là cái phần bông này của nó thì lên khá là mềm, cũng như là bông rất là mềm. Khi mà chúng ta đánh thì nó sẽ tán đều, cọ này sẽ tán đều son ra khác khắp môi của chúng ta. Và quan trọng hơn nữa, khi mà các bạn để ý kỹ thì ở trên phần đầu cọ sẽ có hai cái lỗ nhỏ. Hai cái lỗ đó chính là để điều tiết lại lượng son cho khi mà lên môi của chúng ta, đồng thời là giúp thông thoáng khí ở trong phần cọ son này nữa. Và với màu này thì Oanh cảm thấy rằng là nhất trong mùa hè như thế này, thì khi mà thậm chí là các bạn học sinh khi mà chúng mình đi học cũng có thể đánh nhẹ một lớp này. Và quan trọng hơn hết là màu này khi mà chúng mình đi dưới nắng ấy, nó cảm giác như là nó có thể tỏa nắng lên luôn. Và bây giờ thì chúng mình hãy cùng xem là cái màu này nó lên tay như thế nào nhé. Các bạn có nhìn kỹ không? Anh đã nói rồi, màu này nó dòng có một cái ưu điểm của dòng son 3CE Velvet Lip Tint, đó chính là khi mà chúng lên môi thì khá đúng với cái thân son bên ngoài. Và như màu thế này thì Oanh thấy lên rất là chuẩn. Tuy nhiên thì khi lên môi thì chúng mình cũng cần phải đánh qua một lớp phấn nhá, bởi vì đánh qua lớp phấn như vậy thì màu lên nó sẽ đẹp hơn cũng như là đều hơn. Và Oanh thấy một điều rằng là màu đỏ cam này thì khi mà chúng mình đánh lên nó khá là giống màu đỏ máu, và màu lên thì rất là tươi. Cái này thì chúng mình chỉ cần với những cô nàng mà thiên theo kiểu hướng make up nhẹ nhàng thì chúng mình chỉ cần thoa một lớp son 3CE Velvet Lip Tint này thôi. Tuy nhiên với những cô nàng mà muốn tăng phần quyến rũ lên này, tăng phần cá tính lên thì chúng mình có thể là đánh đậm hơn một chút, và dòng son này chắc chắn sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu. Và chất lượng son 3CE Velvet Lip Tint thì cũng khá là giống nhau. Và khi mà chúng mình mở nắp ra, nó sẽ mang một cái mùi thơm rất là dễ chịu. Và quan trọng hơn hết, với dòng son 3CE Velvet Lip Tint này thì khi mà chúng mình đánh lên, tất nhiên là nó sẽ không bị khô môi. Và nếu như các bạn mà ăn uống liên tục thì nó sẽ giữ màu cho chúng ta từ 3 đến 4 giờ. Nhưng nếu mà chúng mình tập trung làm việc, chúng mình không ăn uống gì hết thì nó sẽ giữ cho chúng mình từ 7 cho đến là 8 giờ đồng hồ. Và ngay khi mà chúng mình có ăn uống gì đấy, nó trôi cái lớp son bên trên này đi rồi thì nó vẫn sẽ để lại cho chúng mình một cái lớp gọi là cái lớp bây hồng. Bây giờ để biết rõ hơn thì Oanh sẽ nhờ bạn quay phim lấy hộ Oanh một cái tờ giấy giấy ăn nhá, để chúng mình lau đi thử và sẽ thấy là vẫn còn một cái lớp bây hồng ở bên trên. Vậy là bạn quay phim đã lấy cho Oanh một tờ giấy ăn rồi. Bây giờ thì Oanh sẽ thử lau đi và các bạn hãy nhìn xem cái lớp còn lại ở bên trên cánh tay là gì nhá. Đây là Oanh đã lau đi rồi. Đây.
Mọi người có thấy không, ngay cả khi mà Oanh lau đi rồi thì trên tay vẫn sẽ để lại một cái lớp gọi là lớp bây hồng, khiến cho môi của chúng mình ngay sau khi ăn uống thoải mái vẫn để lại một lớp hồng hào trên môi, tránh tình trạng mà ăn uống xong bỗng nhiên trông mặt thật tái nhợt đi, đúng không nào? Và như Oanh đã chia sẻ rồi, với dòng son 3CE hay bất cứ dòng son nào cũng vậy, để mua được dòng son chất lượng nhất, tốt nhất cũng như là không bị dính phải hàng fake hay hàng giả thì chúng mình phải đến tận những địa chỉ uy tín để mua. Và siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ là một trong những địa chỉ mà bán dòng son 3CE đến từ Hàn Quốc vô cùng chuẩn, cũng như là đến từ nhà sản xuất chính hãng. Thế nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Và để mua được son ở siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì các bạn hãy liên hệ tới hotline là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm son 3CE Velvet Lip Tint đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các cô nàng xinh đẹp, các anh chàng đẹp trai đã chọn thêm được cho mình một màu son năng động rồi là tỏa sáng trong hè này rồi, đúng không nào? Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!